cả trên crypto đó chúng ta đã thấy được là vốn hóa đã tăng 4.7% hơn 1,2 nghìn tỷ BTC các bạn thấy được đã tăng 5.4% và trong vòng 7 ngày qua BTC đã tăng 20% nhưng mà thật ra phần lớn sự tăng trưởng chỉ có trong vòng khoảng chừng 2 ngày qua mình thôi các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của BTC đó chúng ta nhìn vào ngày 15 đi cách đây chỉ có 6 ngày thôi thì trong vòng 6 ngày giá của BTC đã tăng từ mức 24.700 lên tới thời điểm hiện tại đã tăng 22% các bạn chỉ trong vòng 6 ngày mà thôi. Trong cái thời gian chỉ có là từ ngày hôm qua tới bây giờ các bạn thấy được cái giá đã tăng tới mức 26.6 lên tới bây giờ là tăng 10 3%, 14% Và Bitcoin đó thường là một đồng mà nhiều bạn mới tham gia sẽ bỏ qua Nghĩ ra đây là một đồng đã có uh, nhiều năm rồi Một đồng bây giờ vốn hóa đã lớn cũng không tăng được bao nhiêu Thực ra không phải đâu các bạn Cái mà các bạn nên uh, nhìn vào đó là mỗi một chu kỳ BTC đã tăng bao nhiêu Từ đáy lên đỉnh, từ hai bên cho đến đỉnh vân vân Và chúng ta cũng nên hiểu là BTC đương nhiên không thể nào mà so sánh với một cái đồng meme coin nhỏ Tăng trưởng phần trăm rất là nhanh tại vì vốn hóa cực kỳ nhỏ Nhưng mà cái mà chúng ta nên hiểu là BTC đã tồn tại mùa này qua mùa nọ thì điều mà các bạn cần phải nghĩ đến đó chính là cái sự tăng trưởng này giống như lãi kép như các bạn đã tăng mấy trăm phần trăm trong đợt trước rồi lại tăng thêm mấy trăm phần trăm đợt sau nữa đương nhiên không phải là mấy ngàn phần trăm như là các bạn mơ ước cho những cái đồng mà nhỏ hơn nhưng mà BTC qua những chu kỳ đó các bạn thấy được là đầu tư dài hạn sẽ cho các bạn có được một cái phần trăm lợi nhuận không hề nhỏ cho nên BTC là một trong những cái điều mà thuận hy vọng là những bạn mới tham gia đó cũng nên để ý đến đương nhiên các bạn phải tự rêu định cho bản thân của mình nhưng mà btc đối thuận vẫn là vua của thị trường crypto này vẫn là thương hiệu hàng đầu vẫn là nơi mà thu hút nhiều vốn hóa nhất và btc còn thì uh, những altcoin mới còn các bạn btc mà gặp vấn đề gì đó đó thì uh, các bạn thấy được là nó giống như là một cái tấm cản lớn gì đó btc có thể đứng vững khi bị tấn công về pháp lý khi bị tấn công liên quan tới mạng lưới bị tấn công bởi những ngân hàng trung ương bị tấn công bởi thị trường phố Wall trước đây Bởi những đài truyền hình, bởi những người viết báo chí Nhưng mà vẫn đứng dựng cho đến ngày hôm nay Hiện bây giờ đó thì nói về BTC nó đơn giản hơn rất nhiều các bạn Chứ còn năm 2017 đó Nói chung thì những đài truyền hình lớn ngay cả CNBC ở Hoa Kỳ cũng không nói về BTC và crypto Và khi nói đó là rất là tiêu cực Bây giờ thì đã khác xưa nhiều rồi Nhưng mà cái mà tôi muốn nói với các bạn đó Là các bạn cứ nghĩ nếu như mà không có BTC thì tất cả những cái tấn công đó nó sẽ dồn vào những đồng còn lại Thì chúng ta có chắc là những đồng còn lại đủ sức để chống cự hay không Hay là chúng ta cần phải có BTC cho nên không phải là tự nhiên mà tất cả những tâm nào của Thuận Capital đều có logo BTC trên đó đâu các bạn. Rồi nói tới BTC thì các bạn thấy được là phần trăm vốn hóa của BTC lại tiếp tục tăng nữa ở mức là 51.23% rồi. Cũng đồng nghĩa là khi mà cái phần trăm đô mà tăng lên thì các bạn thấy đừng altcoin sẽ không có tăng nhanh bằng BTC. Hiện bây giờ BTC là cái sự quan tâm của thị trường này. Đương nhiên chúng ta muốn thấy BTC có một cái sự ổn định sau khi tăng thì altcoin mới có sự tăng trưởng được. Đây là điều chúng ta chia sẻ trong video cách đây 2 ngày rồi. Và đối với sự tăng trưởng lần này đó thì nó như thế nào các bạn? Có giống như được tăng trưởng cách đó vài tháng hay không? Thì hoàn toàn không giống đâu. Một chỗ khác nhau rất lớn đó là trong đợt tăng trưởng này tuy là các bạn thấy được là từ cái thời điểm trong vòng 6 ngày thôi mà đã tăng liên tục từ khoảng chừng là 20 4.800 đô lên tới mức cao hồi sáng này là 30.800 đô thì các bạn có thể nghĩ là có rất nhiều lệnh bị thanh lý tại vì nhiều người lon và sốt thì bị thanh lý cả hai bên thì sự không phải đâu các bạn. Nếu như chúng ta nhìn vào cái số lượng bị thanh lý đó mỗi một thanh này là một giờ thì các bạn thấy là từ hôm qua tới bây giờ đương nhiên sẽ có nhiều lệnh sốt bị thanh lý hơn nhưng mà các bạn thấy được là những lệnh sốt này đang ngay cả cái thanh dài nhất là 58 triệu cho một giờ con số này thật sự không nhiều rồi các bạn. Những lúc mà chúng ta thấy có hiện tượng Short squeeze nghĩa là lệnh short bị thanh lý Con số này có thể lên tới gấp 4 lần, gấp 6 lần, thậm chí là gấp 8 lần luôn các bạn Chúng ta không thấy nhiều lệnh số bị thanh lý Và ngược lại lệnh long thì lại càng ít bị thanh lý hơn nữa các bạn Có thể nhìn thấy được là trong vòng mấy ngày qua đó Cái thanh mà cao nhất màu xanh lá cây đó chính là 13 triệu mà thôi Rất là thấp Và trong vòng 24 giờ qua các bạn thì được là tổng số lệnh thanh lý chỉ có 158 triệu đô la tổng cộng Con số này không có nhiều Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái lúc mà nhiều đó là gấp 10 lần con số này À, và chúng ta cũng có thể nhìn tài liệu trên CryptoCoin thì để mình refresh lại chúng ta nhìn vào thông tin mới nhất Đây là cái tài liệu liên quan tới bao nhiêu những cái lệnh đòn 7 đang ở trên những sàn dựa theo CryptoCoin thì cái mà chúng ta nên thấy được là cái đường màu xanh này đang trong xu hướng gì các bạn tăng lên thậm chí trong thời gian gần đây đã tốc độ tăng lên còn nhanh hơn nữa có nghĩa là không những là không nhìn thấy nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý mà chúng ta còn thấy được là chúng ta ngày lại càng có nhiều lệnh đòn bẩy hơn và cái phần trăm sử dụng đòn bẩy đó cũng tăng luôn các bạn để thường cho các bạn thấy được là cái phần trăm sử dụng đòn bẩy đã tăng từ ngày 25 tháng 4 cho tới bây giờ có nghĩa là không những là nhiều lệnh hơn mà những lệnh bây giờ đó còn sử dụng đòn bẩy nhiều hơn nữa các bạn chúng ta nên hiểu là lệnh bị thanh lý là chuyện sớm hay muộn mà thôi nhưng mà chưa phải thời điểm này nhưng mà khi mà chúng ta tới một mức nào đó mà nhiều lệnh bị thanh lý đó thì giá nó sẽ cực kỳ dao động về một xu hướng nào đó nếu như mà nhiều lệnh số bị thanh lý thì các bạn thấy được là BTC nhanh chóng lên những mức cao mới Còn ngược lại thì giá sẽ đi trở xuống Chúng ta không biết mức đó là như thế nào Nhưng mà chúng ta nên hiểu đó là những gì xảy ra trong vòng mấy ngày qua đó Chính là cái áp lực mua từ spot có nghĩa là chúng ta thấy được là sự tăng trưởng này đó là thực sự là có ai đó hay là có nhiều người đang thu mua hiện tại và chúng ta có thể thấy những cái thông tin như thường thường hay chia sẻ với các bạn giống như chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC trên sàn thì các bạn thấy được là cái xu hướng của BTC trên sàn đó trong vòng bao nhiêu ngày tháng qua cũng là một xu hướng mà thôi các bạn ngày lại càng ít BTC trên sàn hơn và đối với Ethereum thì cũng tương tự các bạn thấy được là cái đường màu xanh này như thế nào vẫn giảm xuống, ngày càng giảm xuống như là ngày ngày chúng ta càng lại thấy ít BTC và ít Ethereum ở trên sàn hơn. Khi mà thường chia sẻ thông tin này ra thì thường nhiều bạn sẽ nói là thường nói như vậy nhưng mà không thấy giá tăng hay là ngược lại không đi giá xuống. Thì cái thông tin này không phải là cho các bạn biết là giá sẽ sắp sửa tăng hay là sắp sửa xuống đâu. Cái thông tin này là nó mang tính chất dài hạn hơn giá tăng hay xuống cho một thời điểm nào đó chính là liên quan tới cung và cầu các bạn nếu như mà nguồn cầu nhiều mà nguồn cung thấp nó sẽ dẫn đến là giá tăng và ngược lại thì khi mà chúng ta theo những cái thời điểm mà nguồn cầu thấp cho dù là nguồn cung thấp xuống đi nữa nhưng mà nguồn cầu thấp hơn thì vẫn dẫn đến là giá cả sẽ giảm. Nhưng mà hiện tượng chúng ta thấy đó chính là giá BTC được thu mua và đem ra khỏi sàn. Thì cái mà các bạn nên hiểu đây đó là khi chúng ta thấy càng ngày càng ít BTC, càng ngày càng ít Ether hơn thì chúng ta sẽ cần có cái sức mua thấp hơn để đẩy giá lên các bạn nhất là liên quan tới giá spot và nếu như các bạn tin tưởng là nhu cầu thu mua BTC Ethereum sẽ tăng cao trong tương lai trong khi mà cái nguồn cầu lại giảm theo thời gian đó thì sớm muộn gì khi ngày đó đến giá cả sẽ có cái sự tăng trưởng mạnh đây là một trong những điều mình thường cảm thấy là những bài nào mà trong thời gian này nhiều năm cũng đã nhận ra được và một trong những điều khác nữa có thể các bạn nhận ra được đó thị trường crypto này và thậm chí cả thị trường tài chính đó, nó đi theo một cái cách đó chính là từ từ rồi đột ngột lúc nào cũng vậy các bạn không phải là cứ đi theo quá trình đi theo từng bức thang một đi lên đi xuống như vậy rất là dễ đoán không phải là các bạn thường đó là các bạn thấy được là chúng ta từ 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 làm cho mọi người chán nản chậm chậm lại các bạn giống như là không ai quan tâm đến thị trường này nữa rồi đột ngột có sự thay đổi tất cả xảy ra rất là nhanh tăng cũng nhanh mà giảm cũng nhanh rất là khó để các bạn có thể đoán được trong thời gian ngắn hạn cho nên đầu tư dài hạn chung bình giá vẫn là chiến lược của thuần và chúng ta hôm nay cũng tiếp tục thấy được là có thêm công ty đăng ký để có được một cái Bitcoin Spot ETF và hôm nay đó chính là công ty Valkyrie các bạn. Điều thú vị là Valkyrie không phải là lần đầu tiên nạp đơn quỹ Spot ETF đâu, họ cũng đã nạp đơn và đã bị từ chối trước đây rồi. Thì đương nhiên đây không phải là lần đầu nhưng mà bây giờ đã có BlackRock rồi dẫn đến nhiều công ty khác cũng nạp đơn thì Valkyrie cũng đã thử lại. Nhưng mà điều thú vị là họ đã đổi sang gì của mình thành Nasdaq như là được chỉ ra bởi James Schaefer các bạn Đã chỉ được là bên dưới này đó đã đổi thành sàn Nasdaq Đây cũng là cái sàn được newton tên bởi BlackRock Và các bạn đã thấy được là cái ticker có nghĩa là cái mã chứng khoán của họ sẽ sử dụng đó chính là BRR <laughs> br thì các bạn đã biết cái meme BRR có nghĩa là máy in tiền liên tục các bạn <laughs> Nếu như mà cái quỹ này thông qua thì cái ticker sẽ là BRR các bạn đang mua gì ngày hôm nay? Tôi đang mua bro. <laughs> Rồi, không giờ với các bạn nữa. Nhưng mà các bạn nên biết là bây giờ chúng ta đang có một cái cuộc chiến cực kỳ khốc liệt luôn. Tỷ lệ thắng của BlackRock khi mà đệ đơn ETF với SEC như bạn có biết đó chính là 575 trên 1, nghĩa là họ đã thắng 575 lần chỉ có một lần là bị từ chối mà thôi nhưng mà các bạn có đừng quên là cái tỷ lệ từ chối Bitcoin Spot ETF của SEC là 33 trên 0 các bạn nghĩa là họ bất khả chiến bại họ đã từ chối hết 33 Bitcoin Spot ETF rồi bây giờ có phải là 34 trên 0 hay là BlackRock sẽ nâng tỷ lệ chiến thắng của mình thành 576 trên 1 có rất nhiều những giải thuyết bây giờ thật ra chỉ có SEC mới biết và chỉ có BlackRock mới biết chuyện này xảy ra mà thôi chúng ta đều có thể đưa ra nhận định riêng của bản thân của mình đương nhiên nhận định tích cực đó là BlackRock ngay cái thời điểm nhạy cảm như thế này khi mà SEC kiện thị trường crypto thì lại đệ đơn thì họ đã có sự chuẩn bị trước chứ họ đâu có rảnh đâu mà đệ đơn chỉ để nhận thêm một lần thua nữa các bạn không là họ muốn tỷ lệ này thành 575 trên 2 nhưng mà ngược lại, nhận định nó tiêu cực hơn đó, thì SEC à, cũng đã giữ nguyên cái nguyên tắc đó chính là họ sẽ không cho spot ETF thông qua cho đến khi nào mà họ có thể quản lý thị trường này một cách nó an toàn hơn. Và họ đã từ chối 33 lần rồi, bây giờ lần 34 này đã là BlackRock. Không lẽ họ lại thiên về BlackRock một cách lâu liệu như vậy? Đó là hai cái à, cách xuyên khác nhau mà thường thấy được quan điểm của cả hai bên. Cái mà chúng ta cần đó chính là thời gian. Khi nào thì mới có cái à, tuyên bố chính thức của SEC thì họ đương nhiên có thể là tuyên bố sớm hơn nhưng mà họ có tới 240 ngày nghĩa là tháng 2 của năm sau lần các bạn. Và đối với việc BlackRock để đơn có về Bitcoin ETF đó là một thông tin rất là lớn không chỉ điên trong cái tổ này mà nó cũng lan tỏ ra cả thì tài chính các bạn. Đến nỗi mà chúng ta thấy được là cụ CEO của Barclays, Barclays là một công ty tài chính rất là lớn thì cũng đã được mời lên CBC để nói về một số điều và trong đó cũng nói về BlackRock thì cụ CEO của Barclays cũng đã chia sẻ thật ra đó mọi người cũng làm quá lên chứ thật ra cái sự thay đổi tiền tệ đó từ từ thay đổi qua sử dụng thành tiền kỹ thuật số sử dụng crypto là điều nó giống như là rất là bình thường mà thôi đó là cái sự tiến triển của tạo hóa giống như là trước đây đó chúng ta sử dụng vỏ sò rồi chúng ta sử dụng đá để làm tiền tệ rồi sau đó chúng ta chuyển qua sử dụng kim loại như là vàng trực tiếp đi làm tiền tệ rồi sau đó chúng ta chuyển qua sử dụng giấy tờ dựa trên vàng để làm tiền tệ như là nhân phiếu rồi chúng ta được đồng đô la trước đây cũng được à, hỗ trợ trực tiếp bằng vàng rồi sau đó cả thế giới chuyển qua sử dụng fiat nghe là tiền xác định bây giờ nghĩa là tiền đó có giá trị chỉ dựa vào lòng tin của mọi người đối với chính phủ quốc gia đó thu thuế mà thôi à, đó là cái chúng ta ở hiện tại thì bước kế tiếp sẽ chuyển qua một loại tiền tập trung cho nên đối với lại à, cựu CEO của Barclays chuyển qua crypto ra là một cái tiến triển nó hợp lý và BlackRock vào chiều này cũng hợp lý luôn BlackRock là công ty lớn và họ muốn có một phần trong thị trường này và thị trường này đó cần phải có được một cái quy định quản lý rõ ràng hơn cho nên điều quan trọng nhất là có quy định khi mà có quy định rõ ràng rồi và điều đó là sớm hơn một mọi thôi thì sẽ dẫn đến là thị trường này nó sẽ từ từ bình thường hóa lại cho nên ông ta ủng hộ việc BlackRock tham gia vào thị trường này thông qua quỹ ETF và ông ta cũng chỉ ra được đó là mọi người nói đây là lần đầu tiên BlackRock tham gia vào thị trường này thì không phải đâu các bạn. Chúng ta cũng đừng quên là BlackRock là một trong những công ty đầu tư vào công ty Circle của bạn nghĩa là công ty USDC cái đồng ổn định mà chúng ta biết và các bạn cũng đừng quên BlackRock trước đây đã cũng đã đầu tư vào FTX nhưng mà cũng đã bị thua lỗ phần đó. Bây giờ họ vẫn đầu tư vào USDC hiện tại. Và chúng ta thấy được là cái thông tin liên quan đến sẽ có luật đó là điều sớm hay muộn Tại vì chúng ta đã thấy là ở Hạ Viện sẽ có một cái đợt bỏ phiếu liên quan tới hai luật lớn về crypto Và đương nhiên các bạn thấy người đứng đầu ở Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện bây giờ Đó chính là Patrick B. Henry Một trong những người mà rất yêu thích và ủng hộ crypto Và hai dự luật này là hai dự luật mà tốt cho crypto các bạn Tại vì hai dự luật này đó là hai dự luật Thứ nhất là để công nhận phần lớn crypto là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán có nghĩa là sẽ tước đi cái quyền can thiệp của SEC tại vì SEC chỉ có thể quản lý chứng khoán mà thôi và thứ hai đó chính là dự luật để có một khuôn khổ pháp lý cho stablecoin và cả hai dự luật này sẽ được bỏ phiếu vào tháng 7 thật ra đó ở hạ viện thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều tại vì hạ viện là phần lớn bây giờ là chúng ta có người của đảng cộng hòa và phần lớn những người mà nắm quyền bây giờ đó là ủng hộ crypto nhưng mà ở thượng viện là điều mà chúng ta không biết được là thượng viện sẽ bỏ phiếu ra sao, à, có bao nhiêu người ủng hộ của cả hai đảng. Cho nên nếu như mà muốn được thông qua đó có một pháp lý thì đây cần phải là một cái à, sự ủng hộ của cả hai đảng. Cho nên nhiều người cảm thấy pháp lý ở Hoa Kỳ là một cái điều mà quá mệt mỏi đối với những cái sự kiện tùng xảy ra liên tục từ New York đến SEC Nhưng mà chúng ta cũng đã gần đến tới từ từ các bạn, chúng ta cũng đã gần có được một câu trả lời. Rồi chúng ta cũng nói tới một cái thông tin khác nữa là liên quan tới bộ tài chính đang bán không trái phiếu thì chúng ta đã biết là không trái phiếu đó đã được bán với cái nhu cầu thu mua rất là cao và đương nhiên câu hỏi của mọi người là ai thu mua vị có phải là fed đang thu mua hay là không thì câu trả lời bây giờ là chưa phải các bạn tại vì ít ra đó cái bản cân đối kế toán của Fed vẫn chưa cho thấy điều đó nhưng mà chúng ta cũng ít ra biết có một đơn vị đơn thu bây giờ đó chính là công ty Circle là công ty phát hành đồng ổn định USDC các bạn các bạn đã nhớ là cái tháng vừa rồi đó thì CEO Jamie Lee cũng đã tuyên bố là không chúng tôi sẽ không mua công trái phiếu nữa nhưng mà bây giờ thì họ lại đi thu mua công trái phiếu nữa các bạn à, họ đã bắt đầu thu mua công trái phiếu để làm tài sản dự trữ rồi và chúng ta nên hiểu là cái quỹ Circle bây giờ đó nghĩa là cái quỹ dự trữ Circle là USDX là hiện bây giờ đã được quản lý bởi BlackRock các bạn và BlackRock đang thu mua công trái phiếu hiện bây giờ để để cho cái quỹ này để làm tài sản và thật ra bây giờ đó trong cái số lượng vốn hóa 28 tỷ này thì tính tới ngày 20 tháng 6 đó thì công ty Circle đang lưu trữ khoảng chừng là 2.2 tỷ T bills, T bills là công trái phiếu ngắn hạn à, và chúng ta thấy được là phần lớn. 90% là lưu trữ uh, bởi một loại tài sản gọi là Repos. Repos này là cái uh, nợ ngắn hạn thường là trong vòng một đêm thôi các bạn. Và thường nợ này là được thế chấp bởi công trái phiếu cho nên đây là một trong những cái tài sản là gọi là cực kỳ an toàn tại vì nợ cực kỳ ngắn luôn các bạn trong vòng một đêm. Và công trái phiếu là được uh, giữ bởi cái công ty mà cho người khác vay Và trong trường hợp này là chính là Circle thì 90% là nằm ở đó và chúng ta có khoảng chừng là 3,5 tỷ đô la đang nằm tiền mặt ở trong ngân hàng. Và các bạn đã nhớ là họ để trong ngân hàng SVB rồi dẫn đến cái hiện tượng mất phép cái tay vài tháng. Bây giờ họ đã chuyển hết qua ngân hàng Bank of Mellon, New York rồi. Nói chung đó thì chúng ta ít cha cũng biết một đơn vị đang thu mua bây giờ đó chính là công ty Circle và đương nhiên người thu mua đó chính là BlackRock các bạn, tại vì họ quản lý cái quỹ này. Và tôi cũng nhận được một số những cái câu hỏi của một số bạn nói là Sao mà gửi Bitcoin đó, từ cái ví cá nhân của mình Từ ví lạnh lên trên sàn đó, Lại tốn quá nhiều thời gian Có thể là mấy tiếng đồng hồ rồi Vẫn chưa có được một cái confirmation nào hết Thì các bạn nên sử dụng một cái trang web Đó, đó chính là privacypro.io à, Thì trang web này là một trang web Mà sẽ cho các bạn ít ra một cái ước tính Là nếu như các bạn muốn di chuyển BTC nhanh đó, Trong vòng một lóc, ngay trong 10 phút Thì các bạn phải trả bao nhiêu phí Giống như là bây giờ để refresh lại Thì ngay thời điểm này, mạng lưới đang rất là rảnh cho bạn không có bận thì mạng lưới các bạn có thể gửi btc trong vòng 10 phút à, với mức giá chỉ có là 1 đồng 89 cent mà thôi. Đương nhiên khi mà Thuần gửi đó thuận đôn lên khoảng chừng là 10 mươi 20% các bạn để chắc chắn là được sử dụng nhanh chóng. Và nếu các bạn nào mà đang có giao dịch BTC đó mà đang à, bị giống như là bị kẹt đó các bạn không biết khi nào mới được confirmation thì có một trang web đó chính là blockchain các bạn lên blockchain.com thì à, các bạn sẽ để cái uh, transaction ID hay là Transaction Hash Nghĩa là cái Hash mà các bạn đang có cho cái giao dịch đó để vào đây Thì các bạn sẽ có được một ước tính là khoảng bao nhiêu lâu nữa Thì mới có được một cái Confirmation Đây là cái thông tin thường chia sẻ để trả lời một số bạn mà thôi Và chúng ta cũng nhận được thông tin update đến từ Binance và SEC thì Binance ngày hôm nay cũng đã phản công các bạn bằng cách là họ đã gửi một văn bản đến cho tòa án và trong văn bản này là chủ yếu họ chỉ trích SEC nói SEC đã đưa ra những cái lời Nhưng như là du khống các bạn nghĩa là nói tới việc là sàn Binance.us đã sử dụng tiền khách hàng một cách sai trái trộm lẫn tiền đem thì khách hàng gửi tới những ngân hàng mà không có Hoa Kỳ Tất cả những cái đó đều không có bằng chứng nào hết SEC chỉ cố tình nói như vậy để gây ra sự hoang mang và không đúng sự thật mà thôi Và một dẫn chứng được chia sẻ đó là khi mà SEC muốn đóng băng tài sản US Thì lúc đó thẩm phán đa hỏi trực tiếp SEC là có bằng chứng nào cho thấy là Binance US đang trộn lẫn tiền khách hàng và đem tiền khách hàng gửi một nơi khác mà không có ở Hoa Kỳ thì SEC cuối cùng cũng đã trả lời là không có bằng chứng nào hết và cái vụ kia này cũng đã ít nhiều gì dẫn đến thiệt hại cho Binance US tại vì các bạn thấy được là để chuẩn bị cho pháp lý đó họ cần phải có rất nhiều tiền mướn rất nhiều luật sư để kiện tụng cho họ thì Binance US cũng đã cắt giảm và sa thải một số nhân viên rồi khi nào mà có thêm thông tin liên quan tới vụ kiện này thì sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay thì không có nhiều thông tin liên quan tới SEC và Binance là Coinbase Thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một thông tin ngắn mà thôi. À, thì không biết là có bao nhiêu bạn chơi game xem cái kênh này, Tony không phải đâu người mà chơi game các bạn. Nhưng mà có một cái game mà cũng ra đời nhiều năm rồi, đó chính là Gods Unchained. Đây là một cái game thẻ bài à, mà mỗi thẻ bài là đại diện cho một cái NFT. Thì cái game này đã, đã được list ở trên một cái nền tảng à, bán game, đó chính là Epic Game Store đây là nền tảng mà có khoảng chừng là 230 triệu người dùng Nói chung đó thì đây là một cái thông tin nhiều người cho là tốt Không những riêng cho cái game này mà đây cũng là một cái à, dấu hiệu cho thấy được là Epic Game Store là một trong những nơi mà ủng hộ và chấp nhận Có những cái game liên quan tới Web3, liên quan tới NFT Trong khi ngược lại đó, cái nền tảng lớn nhất liên quan tới game như bạn cũng đã biết Đó chính là Steam hay là GOG.com Những nền tảng này đó thì lại không có thiện cảm với lại những cái game liên quan tới NFT À, và họ cũng đã công bố nói là họ sẽ không hỗ trợ để bán những game đó Ít ra chúng ta cũng đã có một cái nền tảng lớn là Epic Game Store ủng hộ hiện tại Và đây là tất cả những thông tin mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus đây giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.